Trước mắt các bác và anh chị em, anh Nguyễn đang giới thiệu về những cặp loa Bạch Công Tử đến từ hãng JBL, được do công ty Hắc Mã xuất, có mã là DH12 hồ đồ. Ở đây là dòng loa xí ô bát 30 tép leo nhá, tiếng rất sáng, ngọt và lẫy, tiếng bát mềm ấm, lỗ thông khí phía sau. Mà mời nghe thả bông nhá. Quá ngọt mà nhá, tép leo của anh rất lẫy, sắc nét và tươi đắn, mát mềm. Quá hay mọi người. Thì đây là cặp loa có một đèn là DH12P hùng vuông màu trắng mọi người, rộng 36, sâu 38, cao 60. Nó sử dụng cái thùng của KB612 đấy, nó khí phía sau. Rất hợp cho bác hát và nghe nhạc, cực sạch và chất mọi người. Đồ này đang bán là 13 triệu bao ship nhá. Bây giờ là phần 2 em tháo rất để bác cùng ngắm nhìn, cực kỳ đẹp, cực chất nhá. Chính là KB6012 mọi người. KB xin lỗi 4012, giá 13 triệu bao ship nhá. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đã giới thiệu về những cặp loa Bạch Công Tử đến từ hãng Hackman, là một hãng hết sức nổi tiếng, sản xuất ra những cặp loa JBL nổi tiếng khắp thế giới. Đây là cặp loa có model là DH12 màu đồ, có cấu tạo và cấu trúc giống như loa JBL 4012 mà các bác đã được xem và biết trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trang web hoặc là các kênh YouTube mà anh em người ta đã review. Thì ngày nay em về được những cặp loa đẹp như vậy bác nhá, xuất sắc như vậy. Cặp loa này là cặp loa có tên là DH12 Pro. Đấy. Gọi là những dòng loa Bạch Công Tử để lắp cho những phòng hát, những phòng nghe nhạc cao cấp ở bên nước ngoài. Thì em thanh lý được một số phòng. Vậy làm một clip để giới thiệu nhanh các bác có nhu cầu sở hữu và nghe nhạc về những dòng loa này. Thì dòng loa này nó rất là đẹp các nhá. Đầu tiên bác nhìn về cặp thùng này. Đấy. Cặp thùng đó là thùng gỗ ép cao cấp, được sơn một lớp màu trắng. Đấy, màu trắng ngọc trinh đấy. Rất đẹp đẽ nhá. Tức là bên em tháo phòng này, đây bác nhìn này. Đây là những cái lốt mà cái giá treo loa người ta bắt vào. Đấy. Sau một thời gian người ta tháo ra thì cái chỗ mà được cái giá lắp vào nó không bị bụi vào thì nó còn trắng phong. Còn những cái chỗ này là không được che thì nó sẽ úa màu. Với nhau úa màu. Đấy. Loa em chưa vệ sinh đâu. Tháo phòng phát về là quảng cáo bác giới thiệu luôn. Và vì bây giờ nó là những ngày giáp Tết rồi, nó không còn nhiều thời gian nữa nhá. Thì dòng này nó gỗ rất chắc này. Đấy. Chịu áp lực lớn, thùng gỗ chắc này. Và rộng là 36, sâu 38, cao là 60. Nó nhìn vào thùng cực kỳ chắc, tình trạng đẹp cõng cọng luôn nhá. Đấy, đẹp như mới luôn, anh em xem này. Đấy, em về được cả chục đôi nhá. Là quay hai đôi để bác ngắm nhìn. Đấy. Cái model đó là DH12B, hỗ trợ hai cổng vào. Lỗ thông khí phía sau nó giống như là JBL KB4012 ấy, bác biết. Kích thước thùng như vậy, phân tần như vậy các nhá. Bông tươm như vậy. Nó là sản xuất bởi tập đoàn Hackman. Này phần tần đúng đây bác nhá. Em có nói dối à? KB4010 này, KB4012 này, KB4015 này, nó đều sử dụng phần tần này. Đấy nhá. Đều sử dụng phần này luôn. Được sản xuất bởi tập đoàn Hackman. Đấy, JBL đấy. Và bác nhìn cái căng của nó này, đúng hàng hãng luôn. Cứng không chịu được này. Đấy. Lặng trịch với nhá. Bác nhìn được cái từ những cái uốn cong này, những cái sơn là sơn tĩnh điện này. Đấy, sơn tĩnh điện nó. Cái này nó chưa bóng chóc nhá, rất là bóng luôn. Ốc là ốc cực kỳ đẹp, ốc là ốc lục giác nhá, ốc lốc cho lại không han. Bên trong này nó là cái mút, nó không phải là mút như bình thường mà là mút cước, cho vậy rất bền bỉ theo thời gian. Đấy, phần tần là phần tần của JBL 4012 nhá. Rồi này, DH12 bộ đồ. Đấy. Rồi toàn bộ cái thùng mà em nó quay đã kỹ nhá. Rồi lỗ thông khí phía sau rất đẹp các nhá, căng đẹp, hình thức chuẩn. Và cái bát này thì nó là 100% ạ, là 100% của thằng JBL KB6012 rồi, đúng không ạ? Đấy, DH450. Con này khoảng từ 17. Từ 17 bác nhá. Và họng của nó thì nó là khoảng họng 76. Thì anh em nhìn được cái chấu nó đây.
rất chắc chắn, chấu lốc này, và cái dây tai loa được bọc một lớp gen cực kỳ chất, nhện đen và nhện sợi to. Sợi to này thì nó sẽ bền bỉ theo thời gian và nó chịu được lực lăng ngang của cơ học khi cái bát hoạt động đó nhá. Màng giấy đấy. Và họng hở này, nếu mà nhìn qua ống kính đấy thì nó sẽ hở luôn nhá. Đấy. Nó thoát khí thoát nhiệt. Đấy, bạn nhìn cái coi loa kìa. Nhìn rõ luôn đúng không ạ? Và nhìn cả những cái lỗ nó khoét ở trong coi loa để khi mà mở cái màng loa dao động lên xuống nó không bị nghẽn kiểu cái áp suất khí ở cái coi loa đây ta. Bạn nhìn keo này. Đấy. Keo nó rất là đẹp nhá, rất là gọn. Cái keo này giống như kiểu keo dòng B3 ấy. Nó phủ lớp keo rất là tròn trịa luôn. Và sơn này nó sơn sần nữa, kiểu JBL đấy. Đúng hãng JBL. Sơn sần kiểu cá sấu. Sơn sần cá sấu. Đấy. Sơn sần cá sấu nhá. Đấy bạn nhìn cái xương nó sơn cả hơi múc, hơi múc này. Đấy, con này chính là của hãng Hackman nó sản xuất nhá. Sản xuất những cặp loa JB KB4012 đấy. 100% nhá, không sai được luôn. Đấy. Và cái màng nó bắt này, đây màng nó đây. Màng nó gân độ tầm dầu và được quét một lớp dưỡng gân và dưỡng màng luôn. Cho nên độ bền bỉ cao. Độ bền bỉ rất cao, anh em xem này, đẹp xuất sắc luôn. Loa này loa cắt sàn như vậy nó đẹp quá nhá, nó không bị nó chưa bị hỏng, tức là nó đang hoạt động một cách bình thường. Những ông chủ người ta thanh lý thì người ta nâng cấp lên, hoặc là do quá trình làm ăn không được người ta sẽ tháo dỡ nhá, người ta sẽ chuyển sang người khác. Đấy mà nhìn cái keo chỉ khôn không, hàng không chê luôn. Đấy, con này thì nó chắc mất tem, mất tem quá nhá. Đây mất tem chả sao nhá, con trọng có chất nó được rồi. Ừ. Nhìn đẹp chưa, lung linh quá nhá, lung linh luôn. Đấy, tất cả ấy, em và chúng tôi đẹp như nhau luôn. Nên bác nào có nhu cầu alo nhá cho em này. Đây là cặp bát nhá, mà nhìn cái dạng bát này nó quá sắc sảo luôn ạ, nó quá đẹp, 10 con như một luôn. Và đây cổ tép này anh em xem nhá, và cái check còn 4012 của Hackman nhá. Tép leo đấy, mã tép là LD300. LD300 con tép này nó ra lời cực nhuyễn, đánh rất nảy luôn nhá, rất sắc luôn, rất nảy rất sắc luôn, cực kỳ êm tai, cực êm tai luôn nhá, nghe sướng đó. Tiếng lóc cóc hay phễu nó đẹp anh em nhá, này phễu đẹp như này cơ mà, anh nhìn chưa, từ cái ốc nó khôn lắm, ốc nó lốc hết mấy không han, nó đẹp, những hàng xịn nó trông nó khôn. Kể cái này nó do tập đoàn Hackman sản xuất nhá, của hãng JBL, chính xác là của JBL nhá, hàng công ty của tập đoàn Hackman đấy. Đây chính là cặp loa 4012 KB4012 nhá, đấy không sai nhá, 4012 mà nhìn nhá, tất cả củ tép xuất xảo zin tuyệt đối anh em luôn. Anh em nhìn cái thùng mới biết là chất lượng đúng không? Còn toàn mới đét này. Đấy, mình nhìn này. Cả cái logo những cái căng lưới là đẹp. Đấy, toàn bộ cái câu hình mà em quay bác kỹ nhá. Thì giá em sẽ cung cấp bác luôn này. Với cặp loa đẹp như này, chất như này, nghe hay này thì em đang cung cấp với giá là 13 triệu một cặp. Bao ship cho toàn thể các bác luôn. 13 triệu một cặp. Bác nào nhu cầu về bộ hát Aloen nhá, cực kỳ hay. Cái này mà bác gối của súp vào thì hết điểm. Ghép thì bác chỉ cần ghép như những bộ ngoài thôi, ví dụ như AL650 này, đấy, như này thôi. Mấy kẻ bác hát thì ngọt niệm luôn, không chê được nhá. Không chê thế nào luôn. Mọi team mua sắm lắp này về các bộ hát, bác liên hệ với em theo số điện thoại 0936583110. Ở khu vực miền Bắc nhá thì em vẫn chuyển được bình thường. Miền Nam chịu rồi, miền Nam là vì còn vài ngày là giáp Tết thì không làm nữa. Thì mọi team mua sắm thì bác liên hệ với em nhá. Thì hôm nay em phải tiếp được một cặp PV2G, một cặp full kép EV, full kép và cặp DBM thì em sẽ đến sáng sau. Thì bác nào nhu cầu đến nhà nhé, thì em hoặc là lắp OH hoặc là mua lẻ thì em sẽ ship tận nhà nhé. Thành Nguyễn chào các bác.